Thưa quý vị và các bạn, trong tối và đêm nay, vạt mây đối lưu di chuyển từ phía Tây tiếp tục gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhưng lượng mưa giảm xuống chỉ còn khoảng 5-10mm. Trong khi đó, các tỉnh thành khác của Bắc Bộ như là Tây Bắc hay là các tỉnh vùng đồng bằng trời nhiều mây chứ không còn mưa. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ tăng lên mức 19-22 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ trong khoảng từ 22-23 độ. Dự báo ngày mai khi mà vùng mây di chuyển hẳn ra ngoài biển, vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông sẽ mang nắng tới cho các tỉnh Bắc Bộ. Trong đó thì khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ là những nơi có nhiệt độ tăng cao khoảng từ 29-32 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cũng tăng lên mức 28-31 độ, có nơi còn cao hơn. Vùng hội tụ gió lướt ra ngoài biển, trong đêm nay chỉ còn tác động yếu đến khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, khiến cho ba tỉnh này còn có mưa ở một vài nơi, nhưng nhiệt độ thì vẫn tiếp đà tăng lên mức 23-24 độ. Sau đó, sang đến ngày mai khi mà vùng hội tụ gió không còn tác động nữa, dưới tầng thấp, vùng thấp phía Tây lại phát triển và mở rộng vùng ảnh hưởng nên cả Trung Bộ sẽ trở lại với tiết trời nắng ráo. Nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ tăng lên mức 29-32 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng cao là khoảng từ 32-34 độ. Lùi xuống phía Nam, thời tiết của cả Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn ổn định. Ban đêm trời mát, không mưa, nhiệt độ đêm ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 19-22 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ giữ ở mức 23-26 độ. Ngày mai trên cả hai khu vực tiếp tục có nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất ngày ở hầu khắp Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 32-34 độ. Nam Bộ mức nhiệt độ 35-36 độ phổ biến ở khu vực miền Đông và trong khoảng từ 33-35 độ ở các tỉnh miền Tây. Trên biển, thời tiết tốt vẫn duy trì. Đối với khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió hướng đông đến đông nam cường độ từ cấp 3 đến cấp 4, sóng biển từ 1m25 đến 1m50, trời không mưa, nhiệt độ trong khoảng từ 25-32 độ. Còn đối với khu vực huyện đảo Trường Sa, gió hướng đông bắc cấp 4 cũng không có mưa và có nắng, nhiệt độ nhỉnh hơn, giữ ở mức từ 27-33 độ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.